Quan vào, quan vào, quan. Ơ, quan vào. Đi đi tìm nhưng mà gặp gặp mà ông cánh này thì ông ấy toàn báo cây 5 triệu mấy 6 triệu ấy thì giải quyết gì. Nai chim nhưng mà chưa có công. Khổ, mẹ cho số điện thoại thì còn muốn cái gì nữa. Mẹ công lực nó chưa được, cậu cứ trồng đào đi rồi năm sau tới bán cho. Ừ. Phải lấy thêm về cả. Đây là vườn nhà anh à? Ừ, mày à. Nó cũng anh bán bao tiền? Nó cũng bán cũng tơi bời rồi. Trông nó ngu ngu nhưng mà nó ác hết đấy. Ô đây là cây của người khác khác à, ghi tên này. Ô mẹ, thế thằng này kiếm thuốc bấm rồi đấy. Đây mình thấy mẹ tao rồng bánh hết những cây to. Ừ nhảy. Ừ. Ô thế không mua nhanh là hết đấy. Ừ nhảy. Đấy, thế là khéo không mình nai chim là có công đây. Nói chung là kiểu cái vía của tao nó cũng tốt. Đấy, con biết cây này là cây gì không? Đào. Cây đào á? À? Cây nhà Nguyên cũng biết cây đào à? Hôm nay được cái là thời tiết nó có nắng, thế là cho các con đi chơi. Nhưng mà bọn này nó khổ lắm, mẹ bây giờ học đến tận 21 âm mà vẫn phải học. Bà đã rào, bà bảo là cho các con về sớm để còn học, học tối nay. Tình hình nên là rất tình hình, không mua nhanh là hết. Đây là chuối đây này, bán là 10.000 một thân này. Ờ, cũng nhiều phết này, ngày xưa là cái chuối đẻo chứ không phải cái chứa chuối tiêu hồng này. Quay nữa. Ờ, quay để cho mọi người biết. Vâng, chào y thị tình. Đấy, đào cũng hết đấy. Đào năm nay cũng sốt, quất cũng thế này. Quất ở dưới kia thì có một bãi, nhưng còn nói chung là cho mỗi các cháu đi chơi mỗi nơi một ít. Đi cẩn thận nha, xong rồi đi ra xuống huyện xem là năm nay thế nào nhá. Bọn này học khổ lắm, nên năm nay học khổ. Tí thích ăn cái gì nào, hải sản hay cái gì nào? Chả thấy khổ, con học kín cả ngày ấy thì... Nhưng mà như thế này, đập ơi, sợ là có kịp Tết không này? Mẹ kiểu này Dũng khéo không là cái loại hoa này chơi đến rằm à, chơi rằm tháng giêng thì đéo là kịp Tết không ạ? Sợ là sớm à? Nắng này tầm 27 lở. Mẹ tớ cứ thấy nó ở dưới chợ kia toàn nở bung bét thế này. Thế thì mới vứt đi. Ừ. Tớ mới thấy cậu là làm kiểu lụ lụ như này, tớ định cho con tớ xuống đây chụp ảnh mà. Mẹ toàn kiểu củi trên đun thế này thì phải tầm 27 28. Thế là các con có quả ảnh đẹp. Lúc ấy các con thích trèo lên đâu thì trèo. Thằng này nó không ăn vạ được đâu. Thế là như cái này là cũng kịp Tết à? Kịp hết. Ôi mẹ, thế thì các bố. Nhưng mà mày phải nói thật đi, không là tao tí nữa. Tao nói dối làm gì? Cái thời tiết như thế này là cái này kịp à? Ôi quất thì đầy, nhưng mà nói chung là cái tầm này cái số 2214 nó mới bán. Chứ tôi ăn lương của chính phủ rồi. Bây giờ đè đầu thằng này ra là cũng lấy được 5 lít này. Đè đầu thằng này ra cũng lấy được 5 lít. Mình chẳng qua mình không lấy tiền nhưng nó thôi. Chứ còn các ông cứ tưởng à? Các ông cứ tưởng là bỡn à? Tôi chỉ cần quay đào như này, tôi đè đầu một thằng ra là tôi cũng lấy được 5 lít. Đấy, như thế này là ở dưới huyện toàn nở quá như này. Cái em gì em bảo là anh ơi, anh quay quất anh lấy công như thế nào, em anh quay, anh nên quay cho em cái vườn quất của em cái. Mình bảo là mình quay hộ thôi chứ còn anh thì anh quay hộ thôi chứ còn anh có lấy công cán gì đâu. Nhưng mà từ hôm ấy vẫn chưa ra được khu vực Liên Nghĩa. Ơi. Cái gì? Mẹ quay quất mày toàn đòi 400, 500, tao vừa rồi tao bán 250 thì bán làm sao được? Thế thì mẹ tao ra mang đi, sáng nay đi Thanh Hóa rồi. Bán được nhiều không? Gần hết thì mẹ ra xem nào. Ừ nhỉ, để lượn qua, nhưng mà thôi, tớ còn đi xuống huyện xem thế nào. Mai con tớ nó học thì tớ mới ra được, nói chuyện với cậu được. Nó còn học, mẹ, bọn này còn lâu mới được nghỉ, nhưng hôm nay kiểu thời tiết nó ấm ấy. Cho bọn trẻ con nó xuống nó thăm bác thăm chú để còn mai sau còn ấy còn có người giúp. Mẹ mình sống hết đời này là nói chung là mình giúp đỡ các bạn đi, mai sau
mình mà có tạch là các bạn ấy phải có nghĩa vụ là nói chung là nói bảo nghĩa vụ thì cũng chả phải nghĩa vụ, nó cứ tùy tâm. Ở đấy những cái năm thằng bố nó còn sống là nó giúp đỡ mình, con cái mình mai sau bơ vơ một cái là là lúc ấy bảo thôi các bạn, các anh, các chị, các bạn là con tớ như thế thì có gì giúp đỡ con tớ, chứ tớ cũng chả có hy vọng gì. Nổi danh với nổi niếc các thứ. Tớ đè cậu này ra là tớ cũng bê được cây này về, nhưng mà tớ tính tớ không thích đè. Đẹp phết đấy. Ở trên, ở hình như là ở ở cái nàng đào ấy, người ta bây giờ là có cái xu hướng là trồng nghiêng ra một bên này. Trồng nghiêng ra một bên. Như bạn ấy bảo là như cái loại này là kịp Tết này, sợ còn nở đến. Thật, tôi quay cái chuyện sống chết mấy cả chuyện đấy các thứ nó là chuyện bình thường. Mình nhiều khi mình biết là cái ở vườn đào này là đứng sau trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhá. Chuyện sống chết sinh lão bệnh tử nó nhẹ nhàng. Mình cũng không ấy gì. Ngày xưa còn bé cơ, mình nghĩ đến các cái diễn viên xong rồi mẹ vẫn còn sống nhăn ra sao lại cứ chụp ảnh thờ xong rồi chụp ảnh mình chết. Nhớ chết thì sao? Nhưng mà khi lớn lên mới biết là cứ đóng góp đi chứ còn sống chết thì quan trọng gì. Cây kia thì nó đang nở đẹp nhưng mà đây này, ra đây bố chỉ cây vườn, bố bảo đi giày và không nghe. Nhảy nhảy. Nhảy. Đây là cái đào này nó thắm như thế này. Còn cái đào mà nó nhạt hơn gọi là đào phai. Đấy, cành đào này. Đấy, con thấy chưa? Thấy đào chưa? Người ta có câu là thấy đào là thấy Tết. Nhưng đôi khi thấy đào là khéo không ra riêng rồi. Với những cái cây bỏ mẹ này thì không biết có kịp Tết hay không. Đấy, đại ý các bạn mà thấy cái loại này thì như con thằng Lập nó bảo là không kịp Tết đâu, sẽ lở trước Tết. Cho nên là các bạn sẽ biết được cách mua, nó chỉ chún lún phún này thôi. Định bảo hôm nay cuối tuần đây bọn này nó dở hơi nó trồng cả xoài để mai sau nó trồng cây gọi cây công trình thế này, chứ không phải là trồng xoài để làm cây ăn quả đâu. Mà trồng xoài hôm mai sau lớn lên là bán thành cây công trình. Đấy. Rồi đi mỗi nơi một kiểu. Nhưng mình không bảo là con cái thủy nó cũng không biết, nhưng mà thực tế thì nói chung là nếu mà về làng đào thì có lẽ rẻ hơn. Còn nói chung là quay như này để các bạn ở quanh khu vực Đại học Sư phạm Hưng Yên thì là về đây mua đào, nếu mà nói password của tớ thì có lẽ là sẽ được mua rẻ hơn. Còn khó khăn quá thì gọi tớ ra tớ mặc cả cho. Chứ có cái gì đâu. Những cây to này nó bán bà nó hết rồi. Ở trên cái nàng đào ấy bây giờ nó có cái xu thế là trồng cái đào xong rồi nghiêng sang một bên. Khi các bạn cắt cành mà bạn cắm vào để bàn thờ ấy, là các bạn cũng thấy là một cái dáng gọi là dáng huyền. Đấy, tức là cái phần chúp chúp bu nhỉ. Còn nếu mà cái thủy mà nó bán thì nó sẽ chọn ra từng cây một xong nó chụp ảnh xong rồi nó bán. Chứ đôi khi mình cũng không nặng nề lắm ở chuyện bán hàng. Trông nó tưởng nó ngu ngu mà nó khôn phết đấy, bán ác phết. Cái địa thế như này là bán cũng được. Đi chợ đi. Đi xuống chợ xong rồi xem ra mà mua con gì về ăn. Con thích ăn con gì? À thằng này nó không ăn được hải sản. Ăn thích ăn cái gì? Ở đấy mẹ đang ngủ nhá, mình bảo là ở dưới kia là người ta đi chợ Tết với bố, ở dưới kia nó bán nhiều kiếm lắm, dạy ngay. Kiếm kiểu bọn nó thích mua kiếm rô rô ấy, nhà 3-4 cái kiếm. Chưa lỡ. Đấy thằng Trung Kiên kia sao lại nó lại cứ hay hiềm khích mình, đi đâu nó rỉa mình nhỉ? Mình không bán thì nó cũng bảo cò, mà bán thì có bán cho nó đâu. Chậu này phải đập cái lỗ này ra. Ôi để tôi cho bọn trẻ con nó đi chơi đã. À, bà ơi, sao đi châu bò bà đâu, đi đâu hết rồi? Đi ra ngoài kia chơi châu bò không? Không, con đi nó. Đi xuống chơi mới bò không? Không. Vườn quất thì quay suốt ngày. Khang Khang đi xuống cây bò không? Dắt con bò về chăn. Xuống dắt con bò không? Chăn được đâu. Ngày trước tôi bảo là khi nào mà có 200.000 người theo dõi là tôi mổ con trâu để tôi nướng lên cho mọi người xem. Nhưng mà bây giờ nó đang dừng lại ở 92.000. Đấy, quê hương nó vẫn đẹp như thế này. Vườn đào ở chỗ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhá. Vườn quất cái thủy nó quay suốt ngày ấy. Quay quất ở dưới kia thì còn cái loại quất chum, nhưng mà đợt đi nó báo giá cao lắm. Gọi là quay cho anh em gọi là để biết thôi. Gọi cái thị trường này là thị trường gọi là phục vụ khách mua lẻ, chứ còn cũng không nặng nề lắm đâu. Cảm ơn mọi người, để đi. Giờ này còn tìm vườn quất đẹp cái tuần. Có. Vẫn có cả. Thế thì
Thế thì qua cái số 0969162214 nó gửi ảnh cho. Ơi giời, 160 cây quất cả. Con sắt đứt tay. Ừ nhỉ. Đây. Quất đây. Mày sao lại mày không mua cái sạc đa năng vào? À tôi cho mọi người đi vòng qua cái đường dân tiến này xuống cái huyện. Đi luôn để xem quê hương tôi. Đôi khi là xin chào tất cả mọi người. Ê, đang phát trên TikTok à? Mình lại là Phan Thị Ngọc đây. Hôm nay cả gia đình nhà bạn Thỏ đi du xuân. Tranh thủ. Sáng nay em vẫn bán phát bán 160 cây quất. Chốt bán 160 quất, cây quất Thỏ ở nhà đang đánh quất cho khách rồi. Mình trốn về mình đi chơi cả ba bố con nhà bạn ấy bận tuân. Vườn quất đẹp à? Ai muốn ngon cũng vườn quất đẹp cứ ra qua Zalo số điện thoại của em 0969162214, em còn rất là nhiều luôn. Quất thì cứ 300k một cây nhá, 300k một cây. Mua nếu ví dụ như mà vườn đẹp thì mua 50 cây được ra lộc một cây, trung bình nó sẽ như thế. Nếu mà vườn nào mà cây nó nhiều cây ngót thì sẽ được ra lộc nhiều. Sáng nay em vừa chốt bán 160 cây quất. Bây giờ bán một cây bưởi to. Em có chuyển về Thái Bình nhá. Em có chuyển về Thái Bình ạ. Đây, trung tâm thương mại Dân Tiến. Lô em quá là vải. Đây là Dân Tiến, trung tâm thương mại Dân Tiến. Mọi người chờ một lát em cho mọi người đi dạo một vòng quanh Dân Tiến, quanh khu vực nhà em ở. Chợ Tết này, đang đi thăm chợ Tết nhá. Chợ Tết là người ta bày bán hoa Tết nhá. Đào đây. Đào bắt đầu ấy, nhiều con đáng thế đẹp không? Đi chậm thôi bạn ơi. Đi thế mà đi chậm này.
làm nghề hoa cây cảnh. Quê hương yên là quê hương được làm nghề hoa cây cảnh thì là cực bằng chứng kiến. Bà con ơi, quất đây. Úi dồi ôi, đào lở cũng bét. Đào lại lở trước Tết rồi. Đào đẹp lay nó mới dáng vào quay phim chụp ảnh như đây đào khai này. Đấy, mày ở chưa tháng chưa? Ôi, cả mấy phố. Đào lên rồi bà con ơi. Nhiều ông xem này bảo là video từ năm ngoái. Đây, chợ Tết quê tôi đây. Vậy chào bà ông các bà. Đây. Mai đây, mai đào đây. Để ta hỏi đi hỏi xem là chợ Tết này người ta bán bao tiền một cây quất nhá. Đấy thấy chưa? Đấy chợ Tết chưa? Đây hỏi bao tiền một cây quất lục bình à? Xem tại chợ bán bao tiền. Mày ra một cái đấy. Biết ông phát lại. Các bác đang xem. Con nhảy 91. Căng năm cắn năm tài xem nào. Con nhảy căng năm tài đi mẹ quay cho các bác xem con nhảy. Con nhảy đi. Đây là cháu Bình nào? Nguyên, cháu sẽ nhảy tặng các bác một bài. Nhảy đi. Nào đẹp nhất xem nào. Nhảy đi mẹ xem nào. Dù à? Ở nhà nhảy ác không? Ồ, thế mọi hôm mày nhảy ác lắm không ạ? Cần kiếm mua may quay cuồng không ạ? Bảo phát like nhảy đi quảng cáo. Chị ơi, quất chậu đỏ này bao tiền một chậu đây à? Đây cái chậu này chị bán bao tiền một chậu à? Chậu 600. Chậu đỏ, nhựa đỏ là 350 à? Vâng ạ. Đấy khảo giá cho các ông ở huyện ra mà mua nhanh không hết đấy. Này phát đi, em phát trên cái trang. Ừ đấy, phát trên trang đi. Đây là khoái châu Hưng Yên đây này. Chợ phủ của mình nhá. Dành cho các bạn nào mà mua lẻ thì đấy, về đây mua nhanh còn chơi Tết. Chợ nông sản, ừ đúng rồi, chợ nông sản. Chợ nông sản, chỗ trạm cây xăng An Vĩ, quên. Pập, đây là cái sản phẩm gọi là quất 26 Sơn Na, bảo lúc nhảy thì không nhảy, nhảy đi sao nào. Cứ ngại. Chợ nông sản, các loại quất chum với cả, năm nay có cái loại quất mà ở trên cái chậu tròn tròn ấy, rất đẹp. Chợ nông sản, xin lỗi nha. Quái châu quê mình đấy, các mọi người về mua sớm, ủng hộ sớm. Quất lục bình đây. Đấy, đẹp chưa? Khang thấy đẹp không? Khang thấy đẹp không? Nhà con cũng có cái lục bình đúng không? Bà có hai lục bình đúng không? Đây lục bình bằng quất đây này. Đẹp chưa? Đấy. Cây kia thì to hơn. Năm nay cũng ít mà. Nhưng mà đấy, qua kinh nghiệm của con thằng Lập. Nhìn nào, những cái cây nó lở sớm quá. Của thằng Lập nó chỉ có mấy nhú nhú như này thôi nè. Nó chưa bung bét. Thấy đào là thấy Tết. Đấy các ông cứ bảo chưa bán đi. Vui chưa? Vui như chảy hộ.
Đi, cam đường canh. Canh đào. Đi con. À, cô còn nó bảo hôm nay nắng đẹp thế là cho bọn trẻ con đi đi chơi. Các cái cành đào này là cắm ở lọ ở chỗ bàn thờ đây này. Con hiểu chưa? Con hiểu chưa? Cái loại này cắm thì nó không ra rễ được. Mà là cắm cho nó ấy thôi. Mai nữa. Mai mới đào mai. Rồi, nói chung là mới bà con mới bày ra như thế này thôi chứ còn nó cũng chưa thể là đấy được, cứ mỗi ngày lại nhiều, mỗi ngày lại nhiều. Mỗi ngày lại đông, mỗi ngày lại đông. Đây, gà chân to đây, đặc sản Hưng Yên đây. Con cái thủy nó bảo là không có riêng danh nam thắng cảnh. Ô mẹ, chữ đồng tử tiên dung to tổ bố lên. Con gà đây đây đặc sản là đặc sản Tương Bần, đặc sản Nhãn Nồng, Hưng Yên. Đặc sản gà chân to. Đây con ra đây con nhìn này. Con gà của bà nuôi trong chuồng cũng chân cũng to đúng không? Sợ gì nó à? Nào đưa đi vào để cho ông còn đi. Ơ con thằng này. Gà chân to đấy. Gà chân to đấy, gà Đông Tảo quê mình. Đúng Đông Tảo luôn, chân rất to. Chân rất to. Gà Đông Tảo. Hoặc là người ta gọi là gà Đông Cảo cũng được. Đấy về. Tao đố mày 1 cộng 1 bằng mấy. Đấy. Đặc sản Hưng Yên nhưng mà thực ra cái giống gà này cũng mang vào các cái tỉnh ở trong Nam cũng nhiều, các cái tỉnh Tây Ninh, Tây Nước cũng nhiều. Con ở Cường Văn nó cũng làm cái mô hình mà bán gà Đông Tảo online cũng khá là kinh. Con này mà bán rồi. Gốc bọn này này to hết. Mua gà biếu Tết em lại bán gà cho các bác thôi. Gà Đông Tảo. Ngày xưa mình còn làm một cái bài trứng là bao nhiêu, xong cây con là bao nhiêu, xong rồi các loại. À chân to. Chân quá to. Đấy, chai nước đây này, đấy quay xa để cho mọi người nhìn cái chai nước. Gà Đông Tảo Khoái Châu, thuộc dạng Đông Tảo Khoái Châu. Nhưng mà bây giờ cả Hưng Yên cũng nhiều mô hình nuôi rồi. Ừ, nào đi, dậy. Bán gà. 10 cây mộc nào? À, anh Hùng lấy 4 cây cho anh. Hùng nào? Hùng ba bánh. À, Hùng đấy, Hùng Thoa. Đi. Khách cứ vào lấy. Yếu. Nó kêu. Cái gì? Gà kêu á? Ui, gà kêu. Đấy con nhìn thấy gà ở quê mình đấy, gà chân to, to hơn cả cổ tay con rồi, đúng không? To hơn cả cổ tay của Nguyên. Lớn là có nhiều con chân to lắm. Mấy cả gà cũng thế, có nhiều loại rất đặc sắc. Mang về mình mà nuôi hoặc là các thứ linh tinh về nuôi. Nhiều cái mô hình làm kinh tế lắm nhưng mà có mỗi cái là mọi người lựa chọn việc lên mạng chửi nhau nhiều hơn là nghĩ việc kiếm tiền. Gà Đông Tảo này kìa. Luộc hoặc làm các món bình thường ấy. Đấy, bảo. Ngon. Tất nhiên là thịt nó cũng ngon. Cái thứ hai nữa là người ta những cái đồ như con gà Đông Tảo này là người ta cái việc là thu nhập thấp thì không có điều kiện để ăn. Chứ còn như ở tôi ấy, có ông chú ông ấy nuôi gà Đông Tảo mà chỉ khi nào gà nó bị bệnh nó chết ông mới được ăn. Còn bản thân tự nhiên bỏ con gà mấy triệu bạc để đi ăn thì dở hơi. Và các ông cứ tưởng con gà kia rẻ tiền à? Cứ tưởng là con gà rẻ tiền à? Gà chỉ có nói chung là khi mà chết là chủ thì buồn. Nhưng mà lại được ăn. Đi con, mấy triệu bạc con gà. Ở mình nói chung là ở Hưng Yên mình cũng nhiều cái để có cái nhiều cái nó đặc biệt. Không có núi, có đồi, có biển, nhưng mà có sông Hồng, có Tương Bần, có Nhãn Nồng, có làng hoa cây cảnh. Xuống dưới tỉnh thì có cái làng nghề làm nhang với cả cái gì ấy, nhang để thắp hương ấy. Đi dọc cái đường đê thì là cái khu sản xuất chuối tiêu hồng với cái gì ấy, nhiều lắm. Qua mình cũng không đi hết. Loanh quanh ở huyện Khoái Châu này thì nói chung là nổi bật nhất thì có nhãn nồng. Mấy cả nói chung là Nhãn Nồng là của cả Hưng Yên, còn ở mình đây nói chung là cái nhãn Miền Thiết này của ông Miền Thiết ở ngoài chỗ Dạ Trạch kia cả. Mấy cả gà Đông Tảo của Đông Cảo hoặc là Đông Tảo của Khoái Châu. Còn gà Đông Cảo mấy cả Đông Tảo thì cái hai cái tên nó
trông tưởng là khác nhau nhưng mà cùng nói về một cái địa danh ở Đông Tảo Khoái Châu. Ấy đào đấy. Đào. Quang Nập nó bảo là cái loại này không nở Tết. Đó hết đâu. Làm gì có nhạc. Khoái Châu mà. Tôi ở Tân Dân Khoái Châu. Nhưng mà năm nào cũng thế, đây là ngày mọi người nhớ nhá. Tôi cũng rào mấy các con rồi. 22 hoặc 23. 23 thì tốt nhất. Dẫn bọn tiểu yêu này này đi ra quét mộ. Lấy cái chổi mấy giấy lấy rẻ lau, đi lau mộ mới quét mộ xong thắp hương mời các cụ về ăn Tết với gia đình các cháu nhà. Đúng không? Nó là một cái tập quán. Mấy cái thứ hai là uống nước nhớ nguồn, rồi các con các cháu mai sau nó cứ thế mà nó lại truyền cho các em nó. Tôi cũng được thừa hưởng cái ý đấy chứ ông chú, nhưng ông chú ông nặng cái ý quá. Tức là cứ lần nào ông cũng phải gọi điện trước ngày 23. Ơ thế tuần này không đi quét mộ mấy các thứ à? Ra ấy xong rồi các em các yếc là cứ 22, 23. Năm nay con Tuyến Tú nó ở bên Nhật nó không về được. Cứ mọi năm là nó về, Tết nó về. Nó là những cái mà nó kể cả nó phai nhạt đi đâu đi chăng nữa thì những cái phong tục tập quán ấy là phải giữ lại. Đây này bọn này này, 23 Tết là dù có phải học thêm hay học gì là cứ chiều hoặc sáng bố trí. Mở ra quét mộ, lau mộ, thắp hương mời các cụ. Đi quan. Ơ thằng này nó không có hào hứng đào à? Đi. Có cái cây này đẹp đây này, có cái cây mà dáng nghiêng nghiêng này là tôi ưng cái bụng lắm đây này. Nhưng mà cái kẻ nó xà ra chút nữa thì đẹp. Nó xà ra chút nữa, có lẽ là kiểu mới ấy, mới 21 đây này. Như cây này kẻ mà xà ra tí nữa nó bay thêm ra ngoài này. Bay thêm ra ngoài này. Đấy. Nó xà ra nữa thì là đẹp. Khoái Châu mình nhá. Đấy, cây kia cũng đẹp. Thích cái những cái lâm này là người ta thích cái kiểu dáng huyền huyền này này. À. Huyền huyền này. Đấy. Thấy đào là thấy Tết. Ơ dạy ơ cái thằng kia sau này ít vận động thế nhỉ? Con đau bụng à? Nói chung là nếu mà mua tầm này thì mọi người phải tự, mọi người tự về trung tâm huyện mua hộ tôi chứ còn mình có lặng này cái việc là buôn bán đâu. Mẹ bây giờ hỏi đi hỏi giá không thế, nó lại không hay lắm đâu thật. Nhiều khi là nhiều người theo dõi hoặc nhiều người xem rồi người ta ví dụ đi hỏi giá quất thì con cái thủy hỏi thì mẹ nó còn ấy, chứ mình ra mình hỏi sợ là người ta đập mình lắm. Mẹ mày bán quất trên TikTok mày bán nhiều như thế mày cứ đi hỏi. Người ta đôi khi người ta biết cái giọng mình. Ở cái giọng mình nó cũng đặc biệt. Xong rồi cái tóc lại nhuộm vàng. Mà nhiều khi mình quay gọi là quay cho quê hương đấy, ông nào mua lẻ ra đây ấy, nhưng mà đi hỏi giá mà phát là nhiều người người ta có cái ấy không hay. Mà cái nàng quất cũng thế, nhiều người ta biết mình. Mình hỏi giá hỏi riếc mà đăng như thế này là người ta cũng không ấy. Đấy. Người về nữa đấy, cuối tuần cho trẻ con đây này, con nhìn các em các kia kìa, nhiều người ta đi như thế kia, người ta vui vẻ như thế kia cơ mà mặt mày cứ xị lên thế nhỉ? Chán lắm á? Thế con thích làm thế nào để cho đỡ chán? Không có cái nào. Nghịch bên đây này, cát kiếc đây bố, cái bọn này gọi là siêu nhân gạo này. Cái giọng của mình nó dễ bị nhận dạng. Cho nên là các ông ấy mua quất hoặc buôn quất, các ông ấy biết mình là nó không hay. Hỏi giá, hỏi riếc nữa mệt. Ông quay để cho mọi người đến, mọi người đi mua. Có cái không khí Tết đây, mọi người đây là dựng cái nán với cả dựng cái ấy này. Đấy. Để có cái mà ngủ mấy cả ngồi uống nước rồi các thứ đây bên như bên kia kìa. Đấy. Về không khí Tết nó vui vẻ như thế này. Về sớm nhá, mọi người về sớm nhá. Hình như là đi từ nơi xa đến. Đi mua hải sản nhá, đi mua hải sản nhá. Đi mua hải sản nhá. Mua cua nhá. Mua hải sản thì có thi ăn à? Có thi ăn. Nói chung là hình như là mọi người về muộn là bị cách ly ở nhà, hình như là ở các cái vùng đỏ mấy vùng gì ấy là bị cách ly 7 ngày hay sao ấy. Đó nên về sớm.
Đi, cái là vôi bột bẩn tay. Vôi bột đây. Đi ra kia xem có cái gì để mua về ăn à? Nguyên nó không ăn được cua mấy cái à? Gần như cái con đào này nó xù xì đẹp nhỉ. Xù xì tay. Đấy, khi mà có điều kiện rồi tôi không nghĩ đến cái việc mà mua từ 28 29 Tết đâu. Mua phải mua sớm. Đẹp à? Ấy. Tôi để cho bọn trẻ con nó đi chơi đây. Con này đẹp nhỉ, con này to. Đấy, để cho các cây xăng vào mua. Con như con này con đào phai. Thường là các cái năm ngày xưa nha thì là người ta thích cái đào màu đỏ này hơn là cái đào phai. Đây. Vui à? Đấy. Đấy, bắt đầu từ bây giờ đi rồi thế này người ta vui như thế này. Thấy Tết chưa? Mọi người thấy Tết chưa? Dạo rực chưa? Đôi khi cho bọn trẻ con nó đi để cho nó có cái không khí Tết. Nhưng mà bọn này mà nghiện điện thoại với cả các thứ rồi. Nhìn thấy biết cây này là cây gì chưa? Cây đào. Cây gì? Cây đào. À, cây đào à? Ờ, biết rồi. Hoa đào thì vậy, thì biết chứ. À, biết hoa đào cơ à? Hoa đào màu hồng. À. Chợ hoa Tết. Ôi được rồi, cảm ơn mọi người nhá. Chắc là ngày mai còn ở bên kia nữa nhỉ. Mấy hôm nữa tầm 23 là bắt đầu đông lắm. Nay 21 rồi, ngày mai 22 rồi. Bắt đầu tấp lập. Người ta ấy cái này để cho nó đỡ ướt mà. Đỡ trúng. Tết là muốn có hoa đào là màu hồng thôi. Không thì ai nhận. Tôi về đến nơi rồi còn chia sẻ video. Đấy, các con nó xu hướng là các con dáng trực như này này. Đâu thấy ông kia chia sẻ xong lại lên 70 mắt sai xem lại cố gắng lại. Cái việc mà cái cây chuẩn Tết thì như con thằng Nập là nó nhú rồi. Nhưng còn các cái cây mà nó nở hoa như này rồi. Mai lên kia phát cho mọi người mộc lan với mai vàng. Giá nó thì có lẽ là giá nó rẻ hơn. Nhưng mà thực ra là toàn số lượng thôi, giá số lượng thôi. Ở đây là người ta bán lẻ. Tôi có cạnh tranh với các ông bán lẻ đâu. Mình chỉ biết là đấy cái giá số lượng ai mua được thì mua. Chứ còn nếu mà người ta mà mua lẻ tôi cũng bảo là tôi không bán. Bận lắm. Mọi người về đến tận nơi để mọi người chọn xong rồi mọi người mua xong rồi mặc cả. Đấy không? To à? Cành đào. Ấy to à? Đẹp không? Anh ơi. Ui như Tết. Cà phê em là khoảng mai ngày kia là có xe thôi vì xe thì chỉ được phải thương em nhiều mà. Ơ cảm ơn mọi người nha. Hai ba